Ruth Bader Ginsburg, biểu tượng của Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Ruth Bader Ginsburg được biết đến là nữ thẩm phán thứ hai trong lịch sử của nước Mỹ và là nữ thẩm phán có thời gian phục vụ lâu nhất tại Tòa án tối cao Mỹ. Trong suốt cuộc đời nắm giữ cán cân công lý, bà đã đấu tranh không mệt mỏi vì nữ quyền và quyền bình đẳng. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người Mỹ xem Ruth Bader Ginsburg là biểu tượng của công lý và bình quyền. Xuất phát thấp, học vấn cao. Ruth Bader Ginsburg, tên thời con gái là Ruth John Bader, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1933 tại Flatbush, một khu phố lao động nghèo ở hạt Brooklyn, thành phố New York của Mỹ. Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy Ruth hiểu về giá trị của độc lập và giáo dục. Gia đình Ruth có hai cửa hàng nhỏ, bán mũ và lông thú, nhưng cuộc sống của họ chưa bao giờ dư dả. Thế nên ngay từ nhỏ, Ruth rất nỗ lực học tập và luôn đạt được thành tích xuất sắc. Thời phổ thông, bà luôn đứng nhất trường. Năm 1954, bà tốt nghiệp thủ khoa ngành quản lý nhà nước tại Đại học Cornell. Cùng năm 1954, Ruth kết hôn cùng với Martin D. Ginsburg, người bà gặp từ năm nhất đại học và chính thức mang tên là Ruth Bader Ginsburg. Những năm đầu hôn nhân của họ rất khó khăn. Bà sinh con đầu lòng Jen vào năm 1954, trong thời điểm ông Martin có lệnh nhập ngũ. Ông đã phục vụ quân ngũ 2 năm trước khi trở về học luật tại Harvard. Vì mong muốn được gần chồng, Ruth cũng đăng ký học tiếp chuyên ngành luật tại ngôi trường danh tiếng này. Thời gian theo học ở Harvard là khoảng thời gian thách thức đối với bà, vừa làm sinh viên, vừa làm mẹ, làm vợ. Bất chấp khó khăn, Ruth đã xuất sắc trở thành thành viên nữ duy nhất của tạp chí luật danh tiếng Harvard Law Review. Tuy nhiên, khó khăn nối tiếp khó khăn, năm 1956, ông Martin được chẩn đoán ung thư tinh hoàn, phải điều trị gấp. Thế là bà Ruth vừa phải chăm sóc con gái nhỏ, vừa chăm sóc cho chồng trong khi vẫn tiếp tục chương trình học ở Harvard. Sau khi bình phục, Martin tốt nghiệp trường luật và được nhận vào một công ty luật ở New York để có thể cùng chồng tới thành phố hoa lệ này. Một lần nữa, Ruth chấp nhận đánh đổi. Bà nghỉ học Harvard để chuyển tới học ở trường luật Columbia và một lần tốt nghiệp thủ khoa vào năm 1959. Nữ thẩm phán thứ hai trong lịch sử nước Mỹ. Dù có thành tích học tập vượt trội, nhưng Ruth Bader Ginsburg vẫn gặp khó khăn khi tìm việc vì bị phân biệt giới tính. Sau khi may mắn được làm thư ký cho thẩm phán cấp hạt Edmund L. Palmieri giai đoạn 1959-1961, bà chuyển sang làm giảng viên trường luật của Đại học Rutgers giai đoạn 1963-1972. Sau đó đến dạy ở trường luật Columbia trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 1980 và trở thành nữ giáo sư đầu tiên của trường này. Song song với quá trình giảng dạy, năm 1970, bà Ginsburg cùng với một số nữ luật sư khác đã thành lập tạp chí về quyền phụ nữ, là tạp chí ngành luật đầu tiên của Mỹ tập trung đề cao nữ quyền. Bà cũng là người đầu tiên được nhà trường giao việc nghiên cứu về vấn đề kỳ thị giới tính nam nữ. Đáng chú ý là năm 1972, bà Ginsburg đã đồng thành lập dự án quyền phụ nữ tại Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, ACLU. Năm 1973, bà là người đứng đầu bộ phận pháp lý của ACLU, tham gia tranh luận 6 vụ kiện quan trọng về bình đẳng giới trước Tòa án tối cao Mỹ, vạch trần hơn 300 vụ kỳ thị giới tính, làm sáng tỏ vấn đề những vụ bất công trả lại bình quyền cho nữ giới. Nhờ những thành tích xuất sắc nên vào năm 1980, bà Ginsburg được Tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carter bổ nhiệm vào Tòa phúc thẩm liên bang quận Columbia. Đến năm 1993, Tổng thống Bill Clinton lại bổ nhiệm bà làm thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ thay cho ông Byron White. Tính đến thời điểm được bổ nhiệm, bà Ruth Bader Ginsburg là nữ thẩm phán thứ hai của Tòa án tối cao Mỹ, sau nữ thẩm phán Sandra Day O'Connor dưới thời Tổng thống Ronald Reagan năm 1981. Ginsburg cũng là nữ thẩm phán gốc Do Thái đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ. Làm sao để từ bỏ một thói quen xấu, trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc hay thành công trên thị trường tài chính? Tất cả sẽ có trong sách tinh gọn, ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt được trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sách tinh gọn.com.
cả đời đấu tranh cho công lý và bình quyền. Là một thẩm phán, bà Ginsburg luôn làm việc một cách cẩn trọng và tiết chế. Bà được xem là một phần của khối tự do ôn hòa của tòa án tối cao, có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ bình đẳng giới và quyền của người lao động. Theo trang Vox.com, bà Ginsburg có một niềm tin mãnh liệt rằng luật pháp không phân biệt giới tính và tất cả các nhóm người trong xã hội đều được hưởng quyền bình đẳng. Một trong năm vụ kiện mà bà thắng kiện trước tòa án tối cao có liên quan đến đạo luật an sinh xã hội, từ đó mang lại một số lợi ích nhất định cho những quá phụ. Khi trở thành thẩm phán tòa án tối cao Mỹ, bà Ginsburg thể hiện tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ bình đẳng giới, quyền của người lao động. Năm 1996, bà có thắng lợi bước ngoặt liên quan tới chính sách chỉ nhận nam giới, từ chối tiếp nhận phụ nữ tại Viện Quân sự Virginia. Bà khẳng định không có điều khoản nào từ chối nữ giới tham gia, cống hiến năng lực cho xã hội. Năm 1999, Ginsburg giành được giải thưởng Thurgood Marshall của Hiệp hội Luật sư Mỹ vì có đóng góp cho bình đẳng giới và quyền công dân. Thẩm phán Elena Kagan đã nói tại một sự kiện của Hiệp hội Luật sư New York năm 2014, tác động của bà Ginsburg đối với luật pháp Mỹ và cả nước Mỹ là rất phi thường. Bà đã khiến luật pháp Mỹ trở nên công bằng hơn với phụ nữ. Những năm sau này, bà Ginsburg luôn nỗ lực thể hiện rõ nét vai trò quan trọng của mình trong chính trường Mỹ. Có thể kể đến việc thúc đẩy thông qua luật hôn nhân đồng giới tại 50 bang ở nước Mỹ vào tháng 6 2015. Hay vào ngày 25 tháng 6 năm 2015, bà là một trong 6 thẩm phán bảo vệ phần quan trọng của đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền ban hành năm 2010, thường được gọi là Obamacare. Erin Carmen, đồng tác giả cuốn sách Notorious RBG, RBG khét tiếng, đã thể hiện sự ngưỡng mộ đối với bà Ginsburg. Ngay cả khi đã 85 tuổi, bà vẫn bám trụ với cam kết đấu tranh cho công bằng và bình đẳng. Xã hội chúng ta không có nhiều cá nhân như bà ấy. Biểu tượng của công lý và bình quyền. Sự nghiệp lừng lẫy là vậy, song cuộc đời của bà Ginsburg chưa bao giờ thôi sóng gió. Năm 2010, ông Martin Ginsburg qua đời vì căn bệnh ung thư. Bản thân bà cũng phải trải qua nhiều lần phẫu thuật liên quan tới căn bệnh ung thư ruột kết, ung thư tuyến tụy và ung thư phổi. Tháng 11 năm 2018, bà phải nhập viện vì gãy xương sườn sau khi bị ngã ở văn phòng. Hồi tháng 5 năm 2020, truyền thông đưa tin bà Ginsburg phải nhập viện để điều trị nhiễm trùng túi mật. Tới tháng 7, bà tiết lộ mình phải tiến hành hóa trị vì ung thư tái phát ở gan. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, bà Ginsburg qua đời tại nhà riêng ở thủ đô Washington do biến chứng của ung thư tuyến tụy di căn. Sự ra đi của bà để lại nhiều thương tiếc cho người dân Mỹ, bởi từ lâu họ coi bà là biểu tượng của công lý và bình quyền. Nhiều phụ nữ Mỹ ngưỡng mộ bà, thậm chí trang phục của bà cũng được coi là một xu hướng thời trang. Cuộc đời sự nghiệp của Ginsburg đã được Hollywood dựng thành phim với vai nữ thẩm phán do diễn viên nổi tiếng Natalie Portman đảm nhận. Chánh án John Roberts tuyên bố, quốc gia của chúng ta đã mất đi một luật gia có tầm vóc lịch sử. Chúng tôi đã mất đi một đồng nghiệp đáng tin cậy. Hôm nay, chúng tôi thương tiếc bà, nhưng tin rằng các thế hệ tương lai sẽ luôn nhớ về Ruth Bader Ginsburg như những gì chúng tôi biết về bà, một người đã đấu tranh không mệt mỏi và kiên cường cho công lý. Thượng nghị sĩ Charles Schumer ca ngợi bà Ginsburg là người khổng lồ trong lịch sử của nước Mỹ, một nhà đấu tranh cho công lý, một người tiên phong cho phụ nữ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Trump, cũng cho biết ông đánh giá cao những cống hiến của bà Ginsburg và coi bà là người tiên phong. Theo giới quan sát, từng có thời điểm cái tên Ruth Bader Ginsburg được nhắc đến nhiều tương đương những diễn viên ca sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới. Là vị thẩm phán hiếm hoi, luôn cởi mở với truyền thông, bà đã tạo được sức thu hút với những câu trả lời thông minh, sâu sắc. Có thể nói sau 27 năm làm thẩm phán tòa án tối cao của Mỹ, Ruth Bader Ginsburg đã trở thành người hùng của phong trào pháp lý tiến bộ ở xứ cơ hoa. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!